mỗi tế bào nhỏ. Đó là dựa vào về cái sinh thiết và giải phẫu bệnh. Nếu mà nó nhiều những cái tế bào nhỏ nhỏ như thế này thì gọi là ung thư phổi tế bào nhỏ, còn nếu như thế này là ung thư phổi không tế bào nhỏ. Thì cái tiên lượng của ung thư phổi không tế bào nhỏ thì nó tốt hơn là tiên lượng của ung thư phổi tế bào nhỏ. Nếu ai mà trả lời là ung trở trở về là giải phẫu bệnh trả lời là ung thư phổi tế bào nhỏ là thôi, về thích ăn cái gì thì ăn đi, đúng không? Nhớ các bạn. Và cũng may là cái ung thư phổi tế bào nhỏ này nó chiếm khoảng 15 đến 20% tỷ lệ ung thư phổi thôi. Nha. Okay. Đây là một cái ung thư phổi không tế bào nhỏ thuộc nhóm là carcinoma tế bào gai này. Đây là khối u. Thì đặc điểm của khối u này thường có cái hoại tử trung tâm nên đôi khi bạn sẽ chẩn đoán lộn với lại là hoặc là cái áp xe phổi. Cái ung thư phổi tế bào nhỏ này tỷ lệ của nó chỉ có 15 đến 20% thôi và nó có liên quan chặt chẽ với hút thuốc lá nha các bạn. Di căn sớm nhanh và nhiều chỗ và tiên lượng xấu tử vong nhanh. Cái đặc biệt cái khối u của ung thư phổi tế bào nhỏ thì nó hay nằm ở trung tâm cạnh rốn phổi. Cạnh rốn phổi ở đây có nhiều gì ạ? Nhiều mạch máu nên là rất là thuận lợi cho cái con đường di căn theo con đường máu của khối u. Về triệu chứng lâm sàng, như cô có câu hỏi khi ở cái đoạn này thì sao á, về triệu chứng lâm sàng thì có cái giai đoạn ung thư tiềm tàng và giai đoạn toàn phát. Thì cái giai đoạn ung thư tiềm tàng này cực kỳ khó phát hiện các bạn, khó phát hiện lắm. Đa phần bệnh nhân có những cái triệu chứng như là ho khan hoặc là ho khạc đờm kéo dài rồi, nhưng mà dùng các thuốc điều trị triệu chứng chứ không, nhưng mà hoàn toàn không bớt được. Đôi khi chúng ta sẽ gặp một tỷ lệ nhỏ là bệnh nhân ho ra máu, và thông thường giai đoạn đầu thì bệnh nhân chỉ ho một chút máu lẫn với đờm thôi, trong đờm nó có vài giây máu tia máu nhỏ thôi, và sau khi mà khối u lớn toàn phát rồi á thì có thể là gặp ho ra máu lượng lớn. Và bệnh nhân cũng thường đến khám với mình vì cái triệu chứng viêm phế quản phổi, vì do khối u ở phế quản làm tắc phế quản gây ứ đọng dịch và làm bội nhiễm, nên đôi khi bệnh nhân giống như bài viêm phổi cô nói với các bạn rồi, có thể bệnh nhân đến với mình trong bệnh cảnh là viêm phế quản phổi. Sau giai đoạn thứ hai là giai đoạn ung thư lan tỏa, có nghĩa là thường là khối u đã lớn rồi và nó đã xâm lấn những cái cơ quan bên cạnh rồi, thì các bạn có thể gặp những cái triệu chứng như là đau ngực. Đau ngực vì nó chèn ép vào những cái thần kinh. Chúng ta có một cái loại u rất là đặc biệt, đó là cái khối u ở vùng đỉnh phổi, đúng không? Như cô nói với các bạn, nó sẽ chèn ép cái đám rối thần kinh cánh tay chẳng hạn. Khó thở thường là do nó gây xẹp phổi và nó cũng có thể là do chèn ép vào những cái khí quản và phế quản. Khó nói, khó nuốt. Rồi nếu mà chèn ép vào tĩnh mạch chủ trên thì bệnh nhân có cái kiểu là phù áo khoác, tím mặt môi, tuần hoàn màng hệ ở ngực. Nếu mà di căn vào màng phổi thì bệnh nhân có cái tràn dịch màng phổi. Nếu những cái u ở đỉnh phổi thì có thể gặp cái hội chứng Glauber Neureiner. Và đặc biệt là bệnh nhân có thể gặp một số dấu hiệu ngoài phổi như là gầy, sụt cân, có thể có các hạch vùng hạch di căn à. Thông thường nhất với những cái u phổi thì bạn sẽ khám cho cô những cái hạch ở vùng hố thượng đòn hoặc hạch dọc cơ ức đòn trũng, thì những cái hạch này nó có tính chất là nó gì ạ, nó hình tròn nhẵn chắc di động tốt, kích thước thì nhỏ thôi ạ à. Không to đâu, ấn thì không đau gì hết, thì lúc đó chúng ta có thể sinh thiết hạch và phát hiện được cái tế bào ung thư di căn. Đây là cái u ở vùng đỉnh phổi. Hôm bữa cô có cho bạn coi cái phần X-quang rồi đúng không? Nó có thể chèn ép vào khí quản nè, chèn ép vào thực quản, chèn ép vào tĩnh mạch chủ trên, chèn ép vào gì ạ? À, thần kinh giao, giao cảm cổ. Đây là cái dấu hiệu của hội chứng Glauber Neureiner. Bên nào ạ? À, bên trái đúng không? Còn nhãn cầu nó sẽ bị tụt về phía sau này, tụt mi này,
đồng tử thì co nhỏ này, đây là u mà nó nằm cạnh với lại cái trung thất, nó sẽ chèn vào tĩnh mạch chủ trên và làm cho bệnh nhân có biểu hiện là phù béo phát, tĩnh mạch cổ nổi. Ngoài ra ở cái ung thư phổi tế bào nhỏ, bệnh nhân cũng thường có cái hội chứng cận ung thư này. Nếu bệnh nhân có cái hội chứng cận ung thư này thì gần như là bệnh nhân bị ung thư phổi tế bào nhỏ rồi. Nguyên nhân có cái hội chứng cận ung thư này là do tế bào ung thư á, nó tiết ra những cái chất giống với lại một số hormone trong cơ thể. Nếu mà tiết ra cái hormone giống với hormone của vỏ thượng thận thì bệnh nhân có hội chứng cường vỏ thượng thận. Nếu tiết hormone giống như với lại cái hormone là anti diuretic hormone, cái ADH của thùy sau tuyến yên á, thì sẽ gây hội chứng tăng tiết ADH không phù hợp. Rồi có thể là gì ạ? Tăng canxi máu nếu mà tiết ra hormone của tuyến cận giáp, hoặc là do tiêu xương vì di căn, thì cái đường di căn của ung thư phổi nó sẽ thích là xương, não và thận. Xin lỗi các bạn, tuyến thượng thận. Di căn xa nó sẽ đến não, xương và tuyến thượng thận, và hoặc là nó sẽ xâm lấn những cái xương sườn xung quanh cái khối u á, nếu u ở ngoại vi thì nó sẽ xâm lấn xương sườn, gây hủy xương và làm tăng canxi máu. Rồi có thể có hội chứng PMRI là tăng tiết hormone tăng trưởng, xin lỗi, là tiết các chất giống với lại cái hormone tăng trưởng growth hormone. Rồi nếu mà estrogen thì nó sẽ gây chứng vú to. Đây là cái dấu hiệu ngón tay dù trống ha, các bạn sẽ gặp trong cái hội chứng PMRI á. Về cận lâm sàng thì nếu mà nghi ngờ đúng không ạ, nam giới lớn tuổi tiền căn hút thuốc lá, có ho kéo dài không đáp ứng với điều trị nè, có thể gặp ho ra máu nè, rồi bạn nghi ngờ là ung thư phổi, bạn sẽ chụp X-quang thấy gì? X-quang thì gần như không có giá trị gì nhiều để chẩn đoán ung thư phổi hết, nó không có hình ảnh nào đặc trưng hết, và có thể thấy hình ảnh khối u tròn hoặc thấy hình ảnh giả lao hoặc thấy hang áp xe hóa, có nghĩa là nó giống như cái u hồi nãy cô cho bạn thấy á, nó là hoại tử trong khối u thì giống như là cái dạng như là hang áp xe. Chúng ta không, gần như là chúng ta không có hình ảnh nào đặc hiệu trên X-quang phổi hết. Tuy nhiên trên X-quang phổi cũng ghi nhận một cái dấu hiệu gần như là có độ đặc hiệu tới khoảng cỡ 90% cho chẩn đoán ung thư phổi, đó là dấu hiệu chữ S ngược. Thì cái dấu hiệu này trong ung thư phổi là người ta coi là dấu hiệu vàng luôn ạ. Ngoài cái khối u thì nó sẽ chèn ép và gây xẹp phổi nên làm cho có cái dấu hiệu S đảo ngược này. Rồi, vậy thì X-quang không có giá trị thì bạn phải làm gì? Bạn phải cho chụp CT scan ngực. CT scan này thông thường bạn sẽ chụp CT scan ngực có thuốc để đánh giá cái độ bắt thuốc của khối u. Thì chúng ta sẽ quan sát được giá trị của X-quang ngực, CT scan ngực trong chẩn đoán ung thư phổi là định rõ vị trí của u, quan sát được cái cấu trúc của khối u này, xem được các tổn thương liên quan lân cận, các bạn xem đã có hạch vùng chưa? Hạch đã xâm lấn tới cái phế quản gốc chưa, cái carina chưa đúng không ạ? Rồi đã có xâm lấn vào trung thất gì hay chưa, thì cái CT scan ngực nó có giá trị chẩn đoán như vậy. Cái hình ảnh của CT scan có thể thấy khối u này nằm đâu, ngoại vi của phổi bên trái đúng không, ngoại vi của phổi bên trái, cái này rất dễ là xâm lấn xương sườn này. Cái này nó có vẻ có hơi vôi hóa ở rìa cái khối u một chút. Một khối u ở bên phổi bên phải, nó có cái hình ảnh là có tua gai, bờ dạng tua gai, cái này cũng chắc chắn là ung thư luôn rồi ạ. Rất là nhiều các hình ảnh. Và thứ ba là soi phế quản. Thì soi phế quản thường hay áp dụng với những cái trường hợp mà chúng ta có
chụp X-quang và thấy những cái khối nó nằm ở gần với các phế quản. Nó nằm ở gần phế quản thì các bạn sẽ soi phế quản. Qua cái soi phế quản này, các bạn có thể bấm sinh thiết cái khối u và làm giải phẫu bệnh, hoặc là các bạn sẽ chải rửa cái niêm mạc phế quản á, xong bạn sẽ lấy cái dịch rửa đó hoặc là lấy cái tế bào mà nó nằm ở trên cái bàn chải đó, bạn đi tìm xem là có phải là tế bào lạ hay không, tế bào ung thư hay không. Thì cô mới nhận được một câu hỏi của các bạn là các hình ảnh khác nhau của khối u có ý nghĩa không? Bạn Ngọc Thịnh bật mic giùm cô với ạ. Bạn ấy hỏi là các hình ảnh khác nhau của khối u có ý nghĩa không, là cô cũng chưa hỏi hiểu câu hỏi của bạn lắm. Thưa cô, là hồi nãy cô có cho bọn em coi hình đó, thì nó có nhiều là khác nhau của các khối u á, thì em không biết là con là ý nghĩa của nó là về cái tính, về cái độc độc tính hoặc là cái tính di căn của nó có khác nhau hay không. À, em thực ra nó tính có nghĩa là cái slide này cho các bạn thấy là gì ạ? Cái bờ của khối u rất là đa dạng, không phải là một cái tổn thương nó tròn đều như thế này thì không phải là u, hoặc là những cái tổn thương với bờ đa dạng như thế này, đa nhiều thùy này thì không phải là u, mà nó là cái tính chất đa dạng trong cái bờ của khối u. Nó không có một cái điển hình nào, đặc trưng nào cho cái bờ của khối u trong ung thư phổi hết. Không liên quan tới việc di căn nha. Việc di căn thì nó sẽ phụ thuộc vào cái khối u đó nó có nằm ở những vị trí thuận tiện cho di căn không, như là ở vùng rốn phổi chẳng hạn, hoặc là do bản chất của khối u đó nó có dễ di căn không, như là ung thư phổi tế bào nhỏ chẳng hạn. Thì nó mới mang tới cái tính chất di căn, chứ còn cái bờ này không đánh giá được, không đánh giá được, chúng ta chỉ gợi ý đó là một cái ung thư phổi thôi. Rồi, em cảm ơn cô. Rồi, soi phế quản được chưa? Thì chúng ta qua cái đó chúng ta sẽ chải ta ống nội soi vô đây, và trong qua cái dụng cụ nội soi này các bạn có thể mang cái bàn chải vào. Chúng ta nếu mà thấy được khối u thì chúng ta bấm sinh tiết, còn không thì chúng ta chải rửa cái niêm mạc phế quản và chúng ta tìm cái tế bào lạ. Kỹ thuật thứ tư là PET và PET-CT. Cái nguyên lý chụp PET và PET-CT này thì nó dựa trên cái nguyên lý là sử dụng đường của khối u. Thì cái khối u nó sử dụng rất là nhiều đường cho quá trình chuyển hóa. Nên là một số trên mạng họ nói là gì ạ? Có nghĩa là nếu mà để mà hạn chế sự phát triển khối u thì chúng ta không sử dụng đường. Nghĩa là chúng ta chỉ hạn chế đường thôi, chứ chúng ta không có cắt đứt được cái sự phát triển của khối u bằng cách là không sử dụng đường đâu nha các bạn. Thì dựa trên cái nguyên lý sử dụng đường của khối u á, thì người ta mới đưa một cái hợp chất phóng xạ giống với đường, có đánh dấu phóng xạ cho bệnh nhân uống, xin lỗi, tiêm vào cơ thể bệnh nhân sau khoảng 60 phút thì tiến hành chụp PET, sử dụng cái máy chụp PET này để ghi nhận lại, hoặc là PET kết hợp với CT. Thì cái này cho độ nhạy và độ đặc hiệu rất là cao nha, và đôi khi nó phát hiện được các khối u nó còn rất là nhỏ luôn, khi mà thậm chí CT scan của mình chưa phát hiện được. Thì đây là nguyên lý chụp PET, nó những cái vùng này là những độ bắt độ cao hơn. Thậm chí khi khối u nó nằm trong cái vùng xẹp phổi, các bạn cũng không có nhìn thấy được khối u trên X-quang, trên CT cũng khó quan sát được. Nhưng mà với cái phương pháp chụp PET-CT này thì nó có cái độ bắt tia rất là mạnh, nên chúng ta sẽ dễ dàng phát hiện. Cận lâm sàng thứ năm có thể thực hiện đó là sinh thiết phổi. Thì đây là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán ung thư phế quản phổi nha. Thì sinh thiết phổi chúng ta có hai cái phương pháp, hoặc là với những cái khối u ở ngoại vi thì chúng ta sẽ sinh thiết xuyên thành dưới sự hướng dẫn của CT scan, nghĩa là trên cái máy CT này. Ok, chỉ vị trí nào, bấm cái kim sinh thiết vào. Một cái nếu còn khối u mà nó ở gần các phế quản như thế này thì chúng ta sẽ sinh thiết qua phế quản, nội soi phế quản xong rồi cho cái kim sinh thiết bấm một phát lấy
tế bào làm giải phẫu bệnh. Rồi một số các xét nghiệm khác như là định lượng các dấu ấn ung thư, cái dấu ấn ung thư phổi có ý nghĩa như là CIPRA 21.1, CEA hoặc NSE, thì những cái marker ung thư này nó có giá trị theo dõi điều trị hiệu quả của tế bào điều trị, hiệu quả của điều trị hơn là cái việc mà chẩn đoán xác định. Về chẩn đoán á, thì cơ bản nó có cái lưu đồ như thế này mà. Thì với nước ngoài á thì gần như là họ sẽ áp dụng cái phương pháp là chụp PET CT luôn để chẩn đoán sớm cái ung thư phổi luôn, khi mà cái khối u nó rất là nhỏ, dưới 10 mm luôn á. Dưới 10 mm là có thể chụp PET CT để phát hiện rồi. Còn trên X quang của mình á, u cái nốt mờ mà dưới 3 cm á thì được coi là nốt phổi thôi, phải trên 3 cm mới là u phổi. Thì với nốt phổi trên X quang thì gần như là chúng ta sẽ theo dõi tiếp. Gì con? Về chẩn đoán thì giống như nãy thôi ha, không có gì hết, chẩn đoán phân biệt. Rồi chẩn đoán giai đoạn. Cái này, cái chẩn đoán giai đoạn này là một cái hết sức là đau đầu á. Với cái ung thư phổi tế bào nhỏ thì nó chỉ có hai giai đoạn thôi, là giai đoạn sớm và giai đoạn lan tràn. Có nghĩa là giai đoạn sớm là nó chỉ khu trú tại phổi thôi, nó nằm ở một bên phổi. Còn giai đoạn lan tràn có nghĩa là nó ngoài một cái bên phổi đó thì nó có thể là sang phổi bên đối diện hoặc là di căn xa rồi. Còn ung thư phổi không tế bào nhỏ, thì bạn phân theo cái hệ TNM là cái kích thước của khối u nguyên phát là gì, các hạch vùng là như thế nào và đã có di căn xa hay chưa. Thì nó dựa vào cái kích thước khối u, chúng ta có rất là nhiều giai đoạn. Thế này thôi, bỏ qua nha các bạn. Các bạn có thể về tham khảo thêm. Ví dụ như là giai đoạn 1A. Thực ra các phân giai đoạn này nó rất là quan trọng vì liên quan tới việc mà mình quyết định điều trị nó như thế nào á. Giai đoạn 1A thì nó mới chỉ là gì thôi ạ? Kích thước nhỏ khoảng 3 cm thôi và chỉ có hạch vùng thôi. Giai đoạn 1B thì kích thước từ 3 đến 4 cm, đúng không ạ? Ở giai đoạn 2A thì kích thước nó từ 4 đến 5 cm chẳng hạn. Rất là nhiều giai đoạn về bạn xem thêm. Về tiến triển và biến chứng thì tiến triển của ung thư phổi, đầu tiên là khối u này, sau đó u xâm lấn hạch vùng gây chèn ép và các khối u di căn khác. Và di căn của ung thư phổi thì thường là di căn tới não, di căn tới tuyến thượng thận và di căn xương, ngoài ra thì có thể gặp là di căn gan nữa. Về các biến chứng thì trong tài liệu nó cũng có. Về điều trị thì các phương pháp điều trị mình có là gì ạ? Có phẫu thuật, có xạ trị, có hóa trị và có điều trị nhắm đích. Có các biện pháp miễn dịch, điều trị thuốc miễn dịch. Và nếu mà những cái tiên lượng mà xấu và không có khả năng điều trị thì chúng ta lưu ý, hoặc là giai đoạn muộn rồi thì chúng ta lưu ý cái chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân, để bệnh nhân có thể là gì ạ? Có thể là ra đi một cách thanh thản, chấp nhận cái chết của mình, đúng không? Bạn sợ chết không? Sợ chết, cô cũng sợ chết lắm các bạn. Và con càng già, có cảm giác là càng già họ càng sợ chết các bạn. Thì cái phương pháp này nó còn có phẫu thuật thì nó liên quan tới từng giai đoạn, nó riêng, rất là riêng. Các bạn tùy theo vị trí, bạn có thể là gì ạ? Nhỏ thì bạn được cắt một phần phổi, nếu mà một thùy lớn nhưng mà nằm trong một thùy thì bạn cắt một thùy phổi. Còn nếu là nhiều thùy thì bạn có phải là cắt luôn cả cái phổi luôn. Rồi tia xạ nó cũng như vậy. Thực ra là
đôi khi các bạn sẽ phải một số cái á, nếu mà u lớn rồi thì người ta không có chỉ định phẫu thuật mà người ta sẽ tia xạ luôn, nhưng mà sau khi tia xạ làm cho khối u nhỏ hơn á thì người ta có thể để phẫu thuật luôn. Hóa trị liệu thì một số phác đồ được sử dụng trong ung thư phổi thì nó khá là liên quan. Còn cái điều trị nhắm đích, điều trị nhắm đích lúc nãy cô quên nói với các bạn về một trong những cái cận lâm sàng mới, thì điều trị nhắm đích này nó dựa theo cái các đột biến gen ở bệnh nhân ung thư phổi, thì là họ sẽ từ cái khối u đó họ lấy tế bào, họ làm hóa mô miễn dịch và họ phát hiện những cái đột biến gen, ví dụ như là EGFA chẳng hạn. Nếu có những cái đột biến đó rồi thì người ta sẽ sử dụng thuốc ức chế trực tiếp vào cái chất tăng sinh mạch máu luôn. Điều trị này thì các bạn có thể thì các phương pháp điều trị từng theo từng giai đoạn, nói chung là cái phần này nó cũng hơi khó hơn. Các bạn được bây giờ tiên lượng của ung thư phổi nó vẫn là một trong những cái mà tiên lượng xấu nha các bạn, vẫn là một trong cái những cái tiên lượng xấu. Tuy nhiên có một cái điều đáng mừng cho bệnh nhân ung thư phổi là cái việc mà chúng ta sử dụng các biện pháp công nghệ sinh học phát hiện được những cái biến gen á, và điều trị nhắm đột biến cái gen này nó sinh ra những cái chất mà gây ung thư, gây rối loạn quá trình chết theo chu trình, và chúng ta sẽ sử dụng những thuốc mà ức chế luôn cái chất đó thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả điều trị cao hơn cho ung thư phổi. Còn nếu mà đã di căn xa rồi thì gần như là chúng ta không điều trị được nữa, chỉ có điều trị nâng đỡ và chăm sóc giảm nhẹ thôi. Thì chắc hôm nay các bạn có hỏi gì thì các bạn gọi bạn nhắn đi nha, cô sẽ trả lời bằng tin nhắn cho các bạn ha. Còn hôm nay chắc mình nghỉ tại đây nha các bạn. Phải kiểm tra, cô nhờ các bạn lớp trưởng cho cô số điện thoại ở cái group chat với, để có gì hoặc là có gì thì cô sẽ báo cái ngày giờ làm bài kiểm tra và phương pháp kiểm tra cho các bạn ha. Còn nếu mà không được thì chắc là cô sẽ nhờ một thầy cô nào khác cho làm kiểm tra giùm cô cái phần này nhé các bạn. Dạ yeah, dạ yeah. Ok rồi, chúng ta chào tạm biệt nhau ở đây nha. Dạ yeah, rồi ok, chào bạn, chào các bạn. Dạ em chào cô ạ.